Đó thì Nam vô coi nhôm, cái hình dạng như vậy nè, rất là đẹp luôn nha, liền lạc cái xe. Chào Nam, đây Scrum đâu shop. Hôm nay thì mình có hai loại thớt nhôm CNC dành cho cái dòng BE20 và BE24, BE28 và Mikuni VM26. Thì BE20 và BE24 sẽ dùng chung một cỡ, đó là cái này, dùng chung một cỡ là đi hỏng nó bằng nhau, hỏng nó bằng nhau. Chỉ có ở trong nó ruột cái lỗi của nó thì nó thằng BE20 nó nhỏ hơn chút xíu thôi. Đây đây là hỏng BE20 và BE24, đây BE20 và đây BE24 thì hai họng nó bằng nhau hết. Thì mình gá vào một cái là y chang, anh em nhìn đây nè, đó không, mình gõ nhẹ xuống nữa là nó sẽ ôm sát vào trong luôn, nó còn hở chút xíu nè, anh em thấy không, mình gõ nhẹ nó là ôm sát vào trong luôn thì nó rất là chắc chắn. Còn anh em mà muốn nó chắc nữa mà không có để bị xì hơi hay gì đó, chờ chút xíu keo chắc ron á, đây nè, còn không có nhiều anh em họ chắc ăn nữa, họ chơi keo sắt luôn. Kiểm soát đâu có sao đâu, kim loại mình gỡ ra cái một à ha. Đây BE20 vừa y nha, và BE24 cũng vậy luôn, em thấy không, bên Nhật họ làm rất là khoa học ha, chỉ khác cái lỗi thôi, khác cái lỗ này thôi, to hơn thôi. Đó đó là hai thằng này dùng chung với nhau, BE20 và BE24 dùng chung với nhau ha. Rồi xong anh em chỉ cần gõ nhẹ là nó vào thôi. Rồi tiếp, đây là bình BE28, thì đây là dành cho BE28 đó, dùng chút xíu anh em gõ nhẹ vào thì nó sẽ kích, thấy không, là hai thằng này bằng mặt với nhau, chơi miếng ron nữa là xong, không cần phải chơi cái vai cao su, anh em về chỉ cần gõ nhẹ vào cái là dính. Và đây họ thiết kế răng trong, mình chỉ chơi ở đây có luôn là tán lục giác, anh em về tháp co vô là xong. Đó thì anh em vô coi nhôm, cái hình dạng như vậy nè, rất là đẹp luôn nha, liền lạc cái xe, tùy màu bạc luôn đó, nhìn xem rất liền lạc ha. Rồi anh em mua thớt co thì mình móc sẵn luôn họng 28 cho anh em luôn nha, họng 28 móc sẵn, họng 28 luôn. Thì anh em mua đồ của mình thì được tặng 4 con tán lục giác inox để bắt vô cái răng trong của thằng này, và bắt vô cái co, và bắt vô cái đầu filas ha, đó là 4 cái này. Thì một bộ anh em mua luôn co thì nó sẽ như vậy đó, là 4 tán như vậy và cái thớt, còn ron thì anh em tự lo nha, thì mỗi người đi cái họng sau đó thì tự lo cái ron, mình không có ron đó. Rồi một bộ dành cho thớt này, dành cho BE20 và 24 mình bán là 300.000, thớt dành cho BE28 hoặc Mikuni VM26 mình bán là 350.000, anh em lấy một cái co luôn thêm 200 ngàn nữa, cứ cộng như thế. Rồi anh em không có điều kiện chơi thớt CNC thì mình chơi cái vai cao su này và đế sắt làm khá là bắt mắt, khá là đẹp, nhìn rất là ok nha anh em, hàng loại tốt nha, nhìn rất là ok đó. Thì nó này xài họng chung với cái thằng BE28. Rồi anh em gắn con nữa xong ha, vừa y ha, cái đẩy mạnh vô thì mình siết này lại là xong đó. Thì cái này là mình bán 150.000 bao ship toàn quốc cho anh em luôn, vậy tốt của BE28 và VM26, tất cả bình Keihin hoặc Mikuni mình bán ra đều tặng anh em một bộ vest khá là chính xác. Và này mình cũng đã bán nhiều bình xăng rồi, mình
tặng kèm cho anh em, tất cả anh em về canh chỉnh mà không vấn đề gì hết. Vẫn là báo cáo lại cho mình là chất lượng khá là ok. Tiếp đến là 4 con tán lục giác nghỉ nóc và 2 con tán lục giác bắt chén xăng. Này cho anh em canh chỉnh mình không có làm hư cái vít ba ke của nó. Vít ba ke nó thì mình tháo ra tháo vào nhiều lần á thì nó sẽ bị hư, bị tà cái đầu đi ha. Thì nên là mình tặng anh em cái này là về tháo ra tháo vô thoải mái. Quan trọng là mình kỹ thì đồ nó sẽ xài được lâu. Và mình cũng đóng một cái thùng xốp theo quy cách thống nhất lên bán một sân con anh em giống như vậy đó, bằng keo đỏ có logo và số điện thoại của mình luôn nha. Đó là giao cho hàng cho anh em là anh em sẽ nhận được một cái thùng giống như vậy, cực kỳ an toàn và cực kỳ chuyên nghiệp. Rồi anh em muốn có nhiều video mới về các loại bình xăng con, vui lòng đăng ký kênh và chọn tất cả.